Chuyến bay ma và thảm họa hàng không kỳ lạ. Thủ tướng Israel nhập viện phẫu thuật, ai sẽ điều hành chính phủ? Nga phóng tên lửa tới tóc cả Ukraine trong đêm. Ông Klitschko nói về khả năng Nga tiến quân đến Kiev. Đã, 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 đã. bay ma và thảm họa hàng không kỳ lạ Chuyến bay mang số hiệu 522 của hãng hàng không Helios Hy Lạp bay vòng vòng trên bầu trời hơn 1 giờ đồng hồ, không có người điều khiển và 115 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn tử vong. Chiếc Boeing 737 chở 115 hành khách từ đảo Sip đến sân bay Praha, Cộng hòa Séc khởi hành suôn sẻ lúc 9 giờ 07 phút. Cơ trưởng và cơ phó đều là những phi công dày dặn kinh nghiệm cùng 4 tiếp viên, trong đó có một cặp đôi đã đính hôn với nhau là Andreas Roromaus và Harris Jaralambus. Andreas vừa hoàn thành khóa học phi công. Máy bay cất cánh được vài phút, coi cảnh báo dấu hiệu hạ độ cao nhưng cơ trưởng lại bỏ qua vì hiểu lầm. 9 giờ 20 khi máy bay gần đạt độ cao 30.000 30 m thì mất liên lạc với trạm không lưu. Trong khi đó, chiếc Boeing bay vòng vòng quanh bờ biển Athens ở chế độ tự lái. Trung tâm điều phối cứu hộ Athens cử hai chiếc máy bay chiến đấu lên kiểm tra chiếc Boeing. Các phi công máy bay chiến đấu đã thấy cảnh tượng kỳ lạ các hành khách đang ngủ gục, cơ trưởng biến mất và cơ phó nằm bất động. Chỉ Andrea đang tỉnh táo và buồn lái bằng mã truy cập khẩn cấp. Andrea có bằng lái máy bay nhỏ nhưng khó có thể điều khiển được chiếc Boeing 737 và mọi người cho rằng anh đang cố gắng lái máy bay tránh khỏi khu vực thành phố để không gây ra quá nhiều thương vong. Andrea ra hiệu cho các phi công máy bay chiến đấu. Động cơ bên phải đang bốc cháy, máy bay đã hết nhiên liệu. Chiếc Boeing 737 lao thẳng xuống ngọn đồi gần đó. Nguyên nhân được xác định là do kỹ sư mặt đất quên gạt nút chọn lại chế độ điều áp tự động khi bảo dưỡng và cơ trưởng không nhận ra. Do đó máy bay không được điều áp, không khí bên trong rất loãng, không đủ oxy nên tất cả mọi người rơi vào hôn mê khi đạt độ cao nhất định. Thủ tướng Israel nhập viện phẫu thuật, ai sẽ điều hành chính phủ? Ngày 31 tháng 3, văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo vị lãnh đạo sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân sau khi được chẩn đoán mắc chứng thoát vị. Hôm qua, sau khi khám định kỳ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu được phát hiện mắc chứng thoát vị. Theo lời khuyên của bác sĩ, đội ngũ quyết định sau khi kết thúc công việc vào ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Netanyahu sẽ nhập viện để phẫu thuật, thông báo nêu rõ. Thông báo cũng cho biết ca phẫu thuật sẽ được thực hiện dưới hình thức gây mê toàn thân. Đồng thời, Phó Thủ tướng kim Bộ trưởng Tư pháp Israel Yevrey Levin sẽ tạm giữ vai trò của thủ tướng trong thời gian tiến hành phẫu thuật. Theo tờ Washington Post, vị lãnh đạo 74 tuổi đã phải làm việc hết sức trong suốt nửa năm kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Các bác sĩ trước đó tuyên bố sức khỏe của ông ổn định, nhưng sau đó tiết lộ ông có vấn đề về tim mạch và đã phải tiến hành phẫu thuật để cấy máy điều hòa nhịp tim vào trong cơ thể. Hồi đầu tháng 3, nhiều chuyên gia y tế và thành viên chính phủ đã đề nghị ông Netanyahu công khai đầy đủ và minh bạch về tình hình sức khỏe thể chất và tinh thần sau những đồn đoán và quan ngại về thể trạng của vị thủ tướng. Nga triệt phá âm mưu khủng bố ở Dagestan Ủy ban phòng chống khủng bố quốc gia Nga, NAC, vừa bắt giữ ba người đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Cộng hòa Dagestan trong chiến dịch phòng chống khủng bố ngày 31 tháng 3. Trong chiến dịch phòng chống khủng bố sáng ngày 31 tháng 3 ở hai thành phố Makhachkala và Kaspi thuộc Cộng hòa Dagestan, dưới sự chỉ đạo của trụ sở Ủy ban Phòng chống khủng bố quốc gia Nga, NAC, cơ quan an ninh địa phương đã bắt giữ ba tên cướp đang có kế hoạch thực hiện một số tội ác khủng bố, thông báo của NAC ghi. Cuộc vây bắt và triệt phá âm mưu khủng bố ở Cộng hòa Dagestan, phía tây nam nước Nga, sáng ngày 31 tháng 3 được thực hiện theo khuôn khổ chiến dịch phòng chống khủng bố của giới chức Nga. Trong quá trình bắt giữ, các cảnh sát đã thu giữ một số vũ khí tự động, đạn dược các loại và một thiết bị nổ đã được cài đặt ở chế độ sẵn sàng sử dụng. Cũng theo NAC, các nghi phạm đã bị lực lượng an ninh địa phương chặn tại một số căn hộ trong một khu dân cư ở hai thành phố Makhakala và Kaspi. Thành phố Makhakala là thủ phủ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, trong khi thành phố Kaspi là một trong những thành phố lớn nhất của Dagestan. Không có cảnh sát hoặc người dân nào bị thương trong quá trình bắt giữ các nghi phạm khủng bố. Hiện cơ quan điều tra địa phương đang làm rõ các thông tin cá nhân như quốc tịch của ba nghi phạm này. Trước đó hai ngày, hôm 29 tháng 3, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, FSB, đã ngăn chặn hoạt động của ba người nước ngoài đang lên kế hoạch khủng bố ở vùng Stavropol. FSB xác nhận đã bắt giữ ba nghi phạm đến từ một quốc gia Trung Á đang âm mưu thực hiện vụ tấn công ở miền nam nước Nga. Theo FSB, cơ quan này đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của ba công dân đến từ một quốc gia Trung Á lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng ở vùng Stavropol. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin những bộ phận của thiết bị nổ tự chế và các chất hóa học đã được tìm thấy tại nhà của một trong ba nghi phạm. Vùng Stavropol nằm ở khu vực Bắc Caucasus thuộc miền nam nước Nga, giáp với Dagestan và Chechnya, cùng các khu vực khác. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một tuần sau vụ khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở Moscow khiến ít nhất 144 người thiệt mạng, giới chức Nga đã triệt phá hai âm mưu tấn công khủng bố khác. Bốn nghi phạm chính trong vụ khủng bố nhà hát Krokus City Hall đều là công dân Tajikistan, quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô và đang sinh sống ở Nga. Đáng chú ý, cả vùng Stavropol và Cộng hòa Dagestan đều nằm ở phía nam và tây nam nước Nga, giáp với các quốc gia Trung Á. Nga phóng tên lửa tới tấp vào Ukraine trong đêm theo thông tin từ lực lượng không quân Ukraine ngày 31 tháng 3, Nga đã phóng 16 tên lửa và 11 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong thời điểm nửa đêm và dạng sáng. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ được 9 máy bay không người lái và 9 tên lửa của Nga. Theo hãng tin Reuters, trong hơn một tuần qua, Nga đã tăng cường đáng kể chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống hạ tầng điện của quốc gia này. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất điện một lần nữa sẽ xảy ra như sự kiện mất điện vào mùa đông đầu tiên của chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 29 tháng 3, Công ty Điện Quốc gia Ukraine Nergo của Ukraine thông báo cắt điện khẩn cấp ở các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kirovograd trong ngày. Cùng thời điểm, Công ty Điện Tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết ba trong 6 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công nghiêm trọng. Chỉ hai ngày sau, 31 tháng 3, Công ty DTEK thông báo 5 trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, tổn hại 80% công suất phát điện và việc sửa chữa có thể mất tới 18 tháng. Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, DTEK cho biết đã ghi nhận hơn 160 lần bị quân đội Nga tấn công. Theo giới chức Ukraine, Nga tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trong đêm để nhằm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này. Đây là đợt tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine vốn đã bị tàn phá trong vài tuần qua. Trong cùng diễn biến liên quan, tuần vừa qua, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Nga đã thả tổng cộng 700 quả bom lượn xuống nước này. Ngoài bom lượn, Ukraine cũng tố cáo Nga phóng tổng cộng 190 tên lửa và sử dụng 140 máy bay không người lái tấn công Ukraine trong cùng khoảng thời gian. Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng cường đáng kể các hoạt động không kích sử dụng bom dẫn đường để phá hủy các cứ điểm của chúng tôi. Ông Alexander Sisky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết trong một buổi phỏng vấn ngày 29 tháng 3. Tổng thống Philippines ra lệnh tăng cường an ninh trên Biển Đông giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh tăng cường an ninh trên biển, thành lập Hội đồng Hàng hải Quốc gia trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông giữa nước này với Trung Quốc leo thang. Theo tờ Fieldstar của Philippines, Tổng thống Marcos đã ký xác lệnh 57 để giải quyết toàn diện các vấn đề xuyên suốt ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển. Xác lệnh này được ký hôm 25 tháng 3 nhưng mới được công bố hôm nay 31 tháng 3. Xác lệnh này nhấn mạnh bất chấp các nỗ lực, Philippines vẫn tiếp tục đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng đe dọa không chỉ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mà còn cả sự tồn tại hòa bình của người dân Philippines bao gồm cả quyền cơ bản như quyền được sống trong hòa bình và tự do, không sợ bạo lực hay bị đe dọa. Việc ban hành xác lệnh diễn ra sau khi Tổng thống Marcos cho biết Philippines sẽ thực hiện các biện pháp nhằm chống lại những cuộc tấn công bất hợp pháp, cưỡng ép, hung hãn và nguy hiểm của lực lượng hải cảnh cùng dân quân biển Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Philippines cũng tuyên bố nước này sẽ không im lặng hay khuất phục sau các vụ đối đầu giữa tàu công vụ Philippines với tàu Trung Quốc. Theo xác lệnh 57, Hội đồng Giám sát Bờ biển Quốc gia NCVKFC sẽ được đổi tên và tổ chức lại thành Hội đồng Hàng hải Quốc gia. Đây sẽ là cơ quan cấp trung ương, chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và chiến lược nhằm đảm bảo khuôn khổ phối hợp hiệu quả cho an ninh hàng hải. Số lượng cơ quan hỗ trợ hội đồng được tăng từ 9 lên 13, bao gồm cả cơ quan vũ trụ và viện hàng hải và luật biển của Đại học Philippines. Một số thành viên của hội đồng bao gồm người đứng đầu các bộ quốc phòng, nông nghiệp, năng lượng, tài nguyên và môi trường, cơ quan điều phối tình báo quốc gia lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines, cách Manila gọi biển Đông, sẽ trực thuộc hội đồng. Lực lượng này chịu trách nhiệm điều phối, đồng bộ hóa và triển khai năng lực của các cơ quan chính phủ khác nhau để đạt được hành động thống nhất trên biển Đông. Ban thư ký NCVKC cũng được đổi tên thành Văn phòng Tổng thống về các vấn đề hàng hải với nhiệm vụ cung cấp các tư vấn, nghiên cứu, hành chính và kỹ thuật cho hội đồng. Sắc lệnh 57 cũng cho biết, Trung tâm Hàng hải quốc gia là nơi thu thập và phổ biến thông tin liên quan đến an ninh hàng hải mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã xấu đi dưới thời ông Marcos khi ông tăng cường quan hệ quốc phòng với Washington và cứng rắn trước các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bác bỏ yêu sách của các nước khác bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 UNLOT 1982. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì, Bộ Ngoại giao và Truyền thông Trung Quốc trong nhiều tuần qua đã cáo buộc Philippines khiêu khích, kích động đối đầu và phá hoại hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Thời gian qua, Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc và các tàu khác đã quấy rối, ngăn chặn và thực hiện các hành động nguy hiểm nhằm vào tàu Philippines ở Biển Đông. Ông Klitschko nói về khả năng Nga tiến quân đến Kiev. Thị trưởng Kiev ông Vitaly Klitschko thừa nhận nguy cơ thủ đô Ukraine bị bộ binh Nga tấn công lần nữa. Kiev vẫn là mục tiêu của quân đội Nga vì thủ đô là trái tim của cả đất nước. Ông Klitschko hôm 31 tháng 3 trả lời phỏng vấn của Bin, báo Đức, về việc liệu Kiev có thể bị bộ binh Nga tấn công lần nữa hay không. Lần này, chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn nhiều so với hai năm trước. Nếu quân đội Nga đưa ra quyết định này, đó sẽ là quyết định đẫm máu, ông Klitschko nói. Đứng cạnh một tòa nhà ở Kiev đổ sập do chúng tên lửa Nga, ông Klitschko cho rằng tình hình trong thành phố ngày càng bi quan. Bất cứ ai ở Kiev trong những ngày này đều có thể nghe thấy cảnh báo không kích vào ban đêm ngày càng có nhiều người tự hỏi liệu tình hình này sẽ tiếp diễn trong bao lâu ông klitschko nói chúng tôi cần thêm hệ thống phòng không thêm tên lửa phòng không ông klitschko bày tỏ nhận định về tình hình xung đột nga ukraine ông klitschko chia sẻ nga đang đạt được những bước tiến không chỉ trên mặt trận ở phía đông và phía nam ukraine các nhà máy điện đang bị tấn công nhiều người cho rằng có thể sớm xảy ra tình trạng mất điện ở các thành phố lớn các nhà máy điện mà chúng tôi xây dựng lại cũng bị tấn công Tuy nhiên, ông Klitschko nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ Nga và không chấp nhận đóng băng xung đột. Đó là quan điểm sai lầm. Thay vào đó, chúng tôi cần được hỗ trợ nhiều hơn. Chúng tôi không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho đối phương. Chúng tôi không thỏa hiệp, ông Klitschko nói thêm. Hôm 24 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev cho hay Moscow không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev một lần nữa. Hôm 31 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã phá hủy 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong cuộc tập kích vào sân bay Vodnysens thuộc vùng Nikolaev, miền nam Ukraine. Nga phá hủy 3 máy bay Su-25, Ukraine cảnh báo về tuyến đường sắt ở miền nam. Theo RT, trong ngày 31 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này phá hủy ba cường kích Su-25 của Ukraine ở sân bay Vodnesen, vùng Nikolaev. Nguồn tin của RT tiết lộ rằng, chiến dịch này được thực hiện bởi máy bay chiến đấu và pháo binh, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể. Cùng ngày, quân đội Nga cũng xác nhận việc loại khỏi vòng chiến đấu ba bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tập kích thành công 126 mục tiêu quân sự của đối thủ đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Nga đã khiến Ukraine tổn thất 580 máy bay chiến đấu, 270 máy bay trực thăng và 17.951 máy bay không người lái UAV các loại. Theo Kiev Independent, trong ngày 31 tháng 3, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirilo Budanov đã lên tiếng cảnh báo về các tuyến đường sắt do Nga xây dựng ở miền nam Ukraine. Trong vòng một năm qua, Nga đã xây dựng nhiều tuyến đường sắt ở các khu vực chiếm đóng ở miền Nam. Quá trình này đã dần hoàn tất và có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng với Ukraine, ông Budanov nói. Ông Budanov nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine có cách để đối phó với tình hình nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Truyền thông Ukraine tiết lộ, Nga đã bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt nối liền thành phố Rostov-on-Don và bán đảo Crimea như một phương án thay thế cho cầu kết Tuyến đường sắt này chạy qua nhiều khu vực quan trọng ở các vùng Donetsk và Zaporizhia. Cầu Krum thường xuyên phải đóng cửa vì các cuộc tập kích của Ukraine, do đó đối thủ cần một tuyến đường hậu cần ổn định hơn và đường sắt được chọn để thay thế. Một quan chức tình báo Ukraine nói thêm. Theo Pravda, trong ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen đã lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng NATO đưa quân tới Ukraine. Ông Macron đã làm đúng khi tạo ra sự băng khoăn cho Nga. Dĩ nhiên, chúng ta không gửi quân đội tới Ukraine ngay bây giờ, thậm chí chưa có cuộc thảo luận nào ở giai đoạn này. Nhưng về lâu dài, chúng ta không nên loại trừ bất kỳ điều gì, bà Fentonel nói. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.